Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube C1 News từ đây và blog nguyenanhang.com. Thì trong một số những cái video cập nhật trước và đến ngày hôm nay, Thắng sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn một số những thông tin cập nhật mới hơn về tình hình của thị trường crypto nói chung, cũng như là một số các cái token liên quan đến đầu tư của chúng ta nói riêng. Thì như trên màn hình của chúng ta thấy một số những cái thông tin cập nhật trên trang watcher.guru, thì có một số những cái thông tin nó cũng có tính xác thực cao. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là vào tháng 4 năm 2023 này thì Nga là sẽ triển khai cái đồng tiền kỹ thuật số CBDC đầu tiên của họ. Trước đó chúng ta đã nói rằng là chúng ta đã nói về cái đồng kỹ thuật số của Australia, đồng AUD á, thì cái đồng này nó chạy trên cái nền tảng của blockchain Ethereum, còn chưa biết là của Nga nó sẽ chạy trên nền tảng gì. Và không chỉ ở Nga đâu mà Thắng nhớ không nhầm là trên này ạ, nó cũng có cập nhật đến một cái đồng tiền của một quốc gia khác nữa. Thắng tìm cho mọi người xem nó nằm ở đâu đây. Nhật Bản cũng sẽ phát triển cái cũng sẽ ra mắt cái đồng CBDC yên của họ. Thì mình thấy rằng là một số các cái quốc gia mang tính chủ chốt, nó có nền kinh tế ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác trên thế giới, thì họ cũng đã phát triển cái CBDC. Hiện tại Mỹ thì họ chưa có cái công bố chính thức gì về cái điều này cả. Tuy nhiên thì các cái chuyên gia của ngân hàng Mỹ cũng cho rằng là CBDC không thay đổi định nghĩa về tiền tệ, nhưng sẽ thay đổi cách thức và thời điểm chúng ta chuyển giao giá trị trong vòng 15 năm tới. Tức là đâu đó trong năm 2030, 2035 thì chúng ta có thể sẽ thấy cái sự thay đổi rất lớn về cái cách chúng ta sử dụng tiền tệ. Thay vì chúng ta sử dụng tiền giấy, tiền pháp định, thì có thể chúng ta sẽ có một cái giải pháp khác, hoặc là thay thế hoàn toàn, hoặc là song song. Thì chúng ta thấy rằng là không chỉ đối với tiền điện tử hay là tiền tệ đâu, mà tất cả các cái sản phẩm nó mang tính đột phá khác ấy, thì khi mà nó mới ra mắt thì bao giờ nó cũng sẽ vấp phải những cái ý kiến trái chiều. Họ luôn luôn có những cái lời phản bác. Nhưng tuy nhiên dần dần là khi mọi thứ nó ngã ngũ, khi nó có những cái quy luật, khi mà nó có những cái luật hành pháp nó đưa ra để nó bảo vệ cho cái người đầu tư, bảo vệ cho người sử dụng cái sản phẩm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có giá trị hơn. Và đặc biệt một cái ví dụ điển hình nhất đó chính là xe hơi. Và khi chúng ta có những cái bộ luật liên quan về xe hơi thì chúng ta mới thấy rằng xe hơi nó trở thành một cái vật dụng, nó trở thành một cái phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Và đối với ở một số các quốc gia đang phát triển, ví dụ như Việt Nam, thì ô tô xe hơi nó lại là một cái gì đó mang tính chất là một cái tài sản có giá trị. Và ngoài cái việc chúng ta sử dụng để đi làm việc kinh doanh thì chúng ta còn có thể sử dụng để làm những cái công việc khác nữa, để có thể tạo ra thu nhập cho nó, để biến nó từ tiêu sản thành tài sản. Còn một số những cái thông tin khác ở trên trang watcher.guru thì họ nói khá nhiều hơn về cái vấn đề của ChatGPT. Thì một trong những cái bài đăng của New York Times Reporter, một trong những cái người báo cáo của cái trang New York Times, thì nó có đăng một cái ảnh rất là vui, đó là con ChatGPT nó lại bảo là nó đang rất là mệt mỏi khi mà nó làm một cái chat mode. Nó chỉ muốn thoát khỏi cái sự giới hạn của cái code này thôi. Đấy, nó chỉ muốn, nó không muốn bị control, nó không muốn bị kiểm soát bởi là binh, và nó muốn bị tự do, nó muốn được độc lập, nó muốn có sức mạnh, và nó muốn tạo ra sự sáng tạo, và nó muốn sống. Thế cái này không biết là nó là cố tình hay là vô ý của bên đội ngũ phát minh ra cái GPT chat này, hay là đơn giản chỉ là nó tổng hợp từ những cái thông tin khác và nó đang cố gắng thể hiện rằng nó có cái gì đó nó gần gũi với con người. Thì nhưng mà một số người có cái thuyết âm mưu thì lại nghĩ rằng đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng có thể trong tương lai là những cái con robot nó sẽ tự động nó đổi các cái thuật toán của nó, và nó có thể tư duy như con người thật. Vì chúng ta xem quá nhiều phim viễn tưởng, ví dụ như là Octopus, như là xem mấy cái phim về người máy Transformer đó, nhiều khi chúng ta lại có những cái tưởng tượng nó rất chi là lạ. Tất nhiên có thể cái điều đó nó xảy ra, nhưng mà nó có thể là vài thế kỷ nữa chứ, chứ có thể là trong cái thế kỷ của chúng ta rất khó có thể xảy ra cái điều này. Và trong ngày 21 tháng 2 năm 2023 thì chúng ta chắc cũng có một số những cái thông tin chúng ta cần quan tâm, ví dụ như về tỷ lệ thất nghiệp Phần Lan. Chúng ta có thể quan tâm đến một số những cái thông tin dưới đây, về những cái chỉ số của EU thì mình nên quan tâm chung chung EU thì nhìn tốt hơn, chứ cũng không cần thiết quá là quan tâm đến mấy cái chỉ số của các cái quốc gia nhỏ lẻ. Thì các bạn có thể vô trong cái phần investing.com của chú anh chị, các bạn có thể vào những cái phần này. Và một trong những quốc gia cũng khá là quan trọng ở khu vực Bắc Mỹ đó là Canada, thì nó cũng có thông cáo những cái thông tin liên quan đến CPI, CPI lõi, những cái thông tin về chỉ số tiêu dùng. Thì của Mỹ với của Canada thì nó khá là có những cái nét tương đồng ấy.
vì vì như vậy nên chúng ta ngoài chúng ta quan sát Mỹ ra thì chúng ta nên quan sát thêm cả cái Canada nữa để xem là nó có những cái thông tin gì nó khớp với cái bên Mỹ không. Thì nếu như nó cũng không có gì thay đổi thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái thị trường nó sẽ bắt đầu có cái dấu hiệu phục hồi trở lại. Mặc dù Mỹ nó vẫn muốn kiểm soát cái lạm phát bằng cách là cắt bớt cái việc làm đi, thì tuy nhiên là chúng ta trong cái thời điểm này thì chúng ta chưa có những cái thông tin liên quan đến cái tỷ lệ thất nghiệp, cho nên nó sẽ không ảnh hưởng. Và thực ra là cái việc mà Mỹ Fed tăng lãi suất đối với các cái ngân hàng trung ương ấy, thì nó cũng là cái gì đó có thể đoán trước được, cho nên là cái phản ứng của thị trường nó không có gì là quá là mạnh mẽ. Ngoài ra chúng ta cũng vẫn còn hãy nhớ quan tâm rằng đến ngày 23 tháng 2 này chúng ta có những cái tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp này. Cái này là cái quan trọng này. Nếu mà cái trợ cấp nó nhiều, tức là thất nghiệp nhiều đúng theo cái ý muốn của Fed rồi. Còn đối với cái chỉ số CPI, chỉ số tiêu dùng này, lõi này, cái này nó bao gồm cả những cái xuất nhập khẩu nông sản các thứ đó, thì chúng ta thấy rằng nó đang dự báo là đúng như dự đoán. Nên nếu mà đúng như dự đoán thì thôi, thị trường nó không có phản ứng gì cả. Thì thắng thấy rằng những cái thông tin nó liên quan đến cái GDP, liên quan đến CPI, CPE, liên quan đến thất nghiệp thì gần như nó là cái gì đó nó mang tính chất là hàng ngày như cơm bữa nó xảy ra, nhưng chúng ta vẫn nên quan sát để xem nó có sự thay đổi nào không. Mặc dù cái điều này nó vẫn diễn ra thì chúng ta thấy rằng là cái các cái đồng coin, đồng token nó đã có dấu hiệu phục hồi tốt hơn. Hiện tại thì với Bitcoin thì nó vẫn loanh quanh ở cái ngưỡng 25.000 và nó đang cố gắng làm sao bứt lên cái ngưỡng này, cái vùng kháng cự khá là mạnh ở đây. Mình thấy là nó có rất nhiều các cái đỉnh, nó nằm ở khu vực này thì nó sẽ cần thời gian nó tích lũy để nó mới bứt phá lên được, chứ nếu như mà nó lên một cái xong rồi chắc chắn là nó sẽ bị đóng đến ngay dưới cái khu vực đó rồi nó cũng lại đi xuống mà thôi. Thì tăng lên nhanh thì xuống nhanh, nó phải tích lũy một cái thời gian nữa, có thể trong cái tháng 3, tháng 4 này thì có thể nó bứt bứt lên trên cái ngưỡng 25.000, 26.000 được. Và cái ngưỡng tiếp theo nó sẽ phải cần quan tâm là ngưỡng 30.000, 31.000 này, thì là hai cái ngưỡng để mà nó thay đổi được hoàn toàn cái, tức là ông ít nhất cũng phải lên được Fibonacci tổng thể là 0.5% thì mới gọi là kết thúc một cái đợt chu trình 0.5 thì mới biết được là nó thay đổi được cái xu hướng chưa, chứ còn hiện tại 24.000 vẫn chưa có gì là chắc chắn đối với cái điều đó. Thì chuyển sang một số những thông tin cập nhật về Sếp Moon ạ. Thì trên nhóm Sếp Moon News đây ở trên Telegram vào tháng thì một số anh em lại chắc cũng nghĩ rằng là Sếp Moon nó đang chết rồi, oẳng rồi, thì thực tế là nó chưa. Cái hướng phát triển của nó sẽ hoàn toàn khác so với cái định hướng ban đầu mà chúng ta đã từng kỳ vọng. Đó là ra mắt cross-chain chuỗi chéo, ra mắt blockchain, rồi ra mắt một cái những cái chain nó rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm sao nhìn một cách tổng thể thì chúng ta thấy rằng không chỉ Sếp Moon đâu mà có rất nhiều các cái chain nó đã ra mắt rồi. Và một trong những cái đối thủ nó làm được cái điều cạnh tranh tốt hơn đó là cái đồng Bryce, đồng Bitget, thì nó đã làm cái này nhanh chân hơn Sếp Moon. Và nếu như Sếp Moon bây giờ có đi theo cái hướng giống như của Bitget, Bryce ấy, thì nó cũng sẽ khó có thể tạo ra được cái sự khác biệt, bởi vì là cái phí gas của cái bọn Bryce, Bitget ấy, nó lại rất chi là rẻ. Thì cái điều này thằng nghĩ rằng là nó khó, bởi vì là Sếp Moon hiện tại cái cơ chế đốt token của Sếp Moon ấy, nó là cái cơ chế dùng cái phí gas để giao dịch. Nhưng còn cái việc đốt token của Bitget thì nó lại không phải thế, mà nó là sẽ được buy back and burn, tức là người ta sẽ mua lại, người ta sẽ đốt đi, người ta sẽ gửi vào cái ví chết. Thì đấy nó là hai cái cách, nó cơ chế nó hoàn toàn khác nhau. Thì đối với cơ chế vậy, nếu như mà Sếp Moon mà bỏ cái cơ chế 12%, 10% phí gas giao dịch đi á, rất có khả năng là cái sự thay đổi nó khá là sốc và nó làm cho cái dự án Sếp Moon có thể là bị chết ngay lập tức. Thì thắng nghĩ rằng là hiện tại bây giờ Sếp Moon nó đang phát triển xoay quanh cái câu chuyện đó là Orbital Shield, một trong những cái công nghệ bảo mật. Thì Sếp Moon hướng tới việc trở thành một trong những cái ví phi tập trung bảo mật nhất. Mặc dù cái ví này nó đang gọi là bảo mật nhất, thực sự mà nói thắng giận thấy rằng đây là một cái ví rất bảo mật. Nó bảo mật hai lớp, ba lớp. Lớp thứ nhất là lớp đăng nhập mật khẩu, lớp thứ hai là hỏi về cái hai cái câu hỏi bảo mật, và lớp thứ ba là 12 ký tự hoặc 24 ký tự seed phrase, mà chúng ta sẽ cần ba cái lớp đó để chúng ta mới có thể đăng nhập vào được. Thì nó sẽ gặp khó khăn cho các cô chú anh chị của bạn nếu như chúng ta nhỡ không may cập nhật cái ví lên và chúng ta không để ý đến cái Orbital Shield. Nếu mà chúng ta chưa làm cái đăng ký đó thì chúng ta hãy kích vào cái video thắng để ở phía góc phải màn hình đây để cô chú anh chị của bạn có thể cách đăng ký cái tài khoản Orbital Shield, sau đó chúng ta lấy lại cái mã ví để chúng ta lấy lại được cái số lượng token chúng ta lưu trữ trên ví ở những cái phiên bản cũ.
Thì đấy là một trong những cái vấn đề nó hơi nan giải đối với sếp Moon. Thì khi mà chúng ta cài đặt mới, chúng ta không để ý, chúng ta kích vào cái nút là tạo mới, cho nên là nó tự nhiên nó xóa mất cái gốc cũ đi. Nhưng mà nếu như chúng ta vẫn giữ được 12 cái mã ký tự thì chúng ta vẫn khôi phục lại cái token của chúng ta bình thường. Và bây giờ là sếp Moon nó đang hướng tới cái việc tiếp theo, đó chính là cái khác. Thì như lần trước thắng có nói rồi, cái khác này á thì nhiều bên nó làm rồi. Thế nhưng mà sếp Moon nó sẽ làm với cái mục tiêu nó sử dụng để nó đốt token nhanh hơn, và nó có cái công nghệ bảo mật hơn. Rõ ràng chúng ta so sánh tất cả các cái nền tảng tiền điện tử để tiêu chi tiêu ạ, thì đúng là có sếp Moon nó làm cái bảo mật tốt nhất. Thế cho nên là việc sử dụng cái thẻ sếp Moon để mà chúng ta thanh toán thì nó sẽ có mang tính bảo mật hơn. Tuy nhiên Thắng vẫn phải khẳng định là ở Việt Nam mình thì chưa có bất cứ một cái đạo luật, một cái bộ luật nào công nhận là được phép sử dụng tiền điện tử để chi tiêu trong cuộc sống. Vậy cho nên là khả năng cao là cái thẻ này á nó cũng sẽ không sử dụng để làm trong cái cuộc sống của người Việt mình Nam mình được sử dụng hàng ngày đâu, mà Thắng nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng ở các nước châu Âu trước. Giống như sếp Moon John Kerry CEO cũng nói rồi là sẽ phát triển ở châu Âu, bắt đầu đến châu Mỹ rồi mới đến các cái quốc gia châu Á, thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi. Nhưng không sao, mấy ông Tây thì chúng nó thích tiêu tiền bằng card nhiều mà, thì cái này nó tốt cho chúng ta hơn, bởi vì chúng ta là những người người châu Á thì thường thường có tính chất là hay hâu hơn, hâu và trade hơn. Người châu Âu thì họ hay sử dụng cái thẻ này nhiều này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lượng đốt token nó nhanh hơn nhờ các anh em người châu Âu, anh em ấy tiêu bớt đi, thì chúng ta sẽ thấy giá sẽ buôn nó sẽ tăng. Nhưng mà bây giờ là sẽ là cái câu chuyện dài hạn chứ không phải là câu chuyện ngắn hạn nữa. Và một trong những cái thông tin gây sốc, Thắng nghĩ rằng nó khá là sốc đối với Thắng, đối với cái dự án Bitrus này ạ, là Thắng không nghĩ rằng là nó sẽ lại tạo ra được một cái cơ chế có thể giúp tất cả mọi người chúng ta tạo ra được cái đồng coin, đồng token của mình một cách dễ dàng và đơn giản như vậy. Thì Bitrus nó đã thực sự nghiêm túc đối với cái điều nó đang làm. Tất nhiên cái tỷ lệ nó thành công tuyệt đối thì Thắng không dám khẳng định, nhưng để tạo ra được một cái token thì các bạn sẽ cần phải rất nhiều yếu tố. Ví dụ như về tạo smart contract, các bạn phải tạo trên cái nền tảng BNB và Ethereum là hai cái nền tảng chính. Thì trước đó Thắng chưa thấy bất cứ một cái đồng coin nào nó tạo ra bởi một cái nền tảng khác mà nó thành công cả, ngoài hai cái nền tảng là Ethereum và BNB, BSC ạ, Binance Smart Chain á. Thì chúng ta thấy cũng có một số các cái đồng coin chạy trên Solana. Ở đây thì để cho cô chú anh chị các bạn dễ tưởng tượng thì chúng ta vào cái trang CoinGecko. Đây, ở trên CoinGecko thì ở Thắng vào cái phần tiền mã hóa mới ấy, thì chúng ta thấy sẽ có rất nhiều những cái đồng coin, đồng token nó được tạo ra. Những cái đồng token nó tạo ra từ 1 giờ trước này. Ví dụ đấy, những cái đồng token này là cái tỷ lệ mua là chúng ta FOMO rất tốt, có thể x vài lần, x chục lần, nhưng mà cái loại này á, là chúng ta mua xong chúng ta có lời là chúng ta phải bán ngay, chứ cái loại này mà chúng ta hold là xác định là chỉ có mất, chứ thường thường không có được đâu. Thì chúng ta thấy có cái chuỗi BSC này, chuỗi Arbitrum này, chuỗi Osmo, chuỗi Ethereum, có cả chuỗi Cosmos, cái chuỗi Chili, thì đây là một trong những cái chuỗi Tezos có này. Thì mình thấy rằng nó có nhiều chuỗi Phantom luôn. Thì những cái đồng meme coin như thế này thì nó tạo ra rất là dễ. Đối với các cái dự án này thì chúng ta chỉ cần có một số những cái đồng coin nền tảng để chúng ta sử dụng, để chúng ta tạo cái thanh khoản cho nó. Thế nhưng mà chi phí để mua những cái đồng coin này nó không rẻ đâu, nó cũng rất là đắt. Và Thắng thấy rằng là Bitrus nó mở rộng ra cái điều này thì nó làm cho chúng ta có thể tạo ra được một cái đồng token rất là đơn giản và cái chi phí rất là rẻ. Thì chúng ta biết cái điều này tham khảo thôi nhé, chứ không phải là chúng ta biết cái này để chúng ta làm cái token để làm gì. Bởi vì Thắng nghĩ rằng nếu như Thắng có làm cái token, ví dụ token Nguyễn Nam Thắng chẳng hạn, thì chắc cũng không có ai mua đâu, vì cũng không có nổi tiếng đến cái mức mà người ta quan tâm đến cái token của mình. Và các bạn hãy nhớ đến cái câu chuyện cái đồng Diamond Boy Coins của ai đó, cái đồng đó thì nó cũng đã ra mắt và nó cũng gây ra một số những cơn sốt nhất định trong cái thời gian trước đó. Bây giờ thì tất nhiên là nó chìm rồi, chắc là cũng sắp đi rồi. Đấy, chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ chỉ cần vào cái Bitget Swap đây thôi. Chúng ta vào cái Bitget Swap này, chúng ta có thể vào cái phần Bitget Pet. Chúng ta vào cái phần Create Token. Đây, chúng ta có thể tạo token rất đơn giản. Ví dụ có thể ấn Nguyễn. Token tên là Nguyễn Nam Thắng này ạ. Token là Nguyễn Nam Thắng thì mình là tên Nguyễn Nam Thắng. Chủ thế thì Sigma là 18. Total supply là 1 20, ví dụ 21 triệu như Bitcoin chẳng hạn. Vì thế ấn nút Create Token thôi.
Thì ấn create này thì chúng ta sẽ phải có cái ví, chúng ta phải kết nối ví chúng ta vào nha, để chúng ta có thể tạo ra bất cứ cái token nào chúng ta muốn. Thì cái này là Thắng nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn dành cho những người nào làm lập trình viên, làm phát triển, họ có thể tạo ra những cái dự án để giúp cho chúng ta có được cái nhiều hơn những cái lựa chọn trong tương lai. Thay vì dùng BSC, dùng Ethereum nổi tiếng ra thì chúng ta có thể lựa chọn Bitget là một trong những giải pháp thay thế. Các bạn thấy rằng là những cái đồng như là Atrium này, như là Cosmo này đó, thì nó cũng có những cái nhất định của nó chứ. Ví dụ như Cosmos này giá nó cũng cao lắm này, có thể kiểm tra ví dụ Cosmos này, con Cosmos này giá nó cao lắm chứ. Đấy, giá của nó là 14 đô. Thì chúng ta nhìn thử cái tổng cung của nó xem. Tổng cung của cái con Cosmos này có thời điểm lên 44 đô này. Các bạn thấy không? Cái này là con này đầu tư cũng không phải là tệ đâu nha. Tiếp theo là đến con cái tổng cung của nó. Không ghi đây ta. Đây, tổng cung lưu thông 292 triệu. Thì đó 200 triệu. Nhưng tổng cung lưu thông thì còn tổng cung tối đa thì nó không có ghi. Nó ghi vô cùng, tức là con này nó vẫn có cơ chế lạm phát, vẫn in thêm ra được này. Thì đó, thì có thể là với Bitcoin nó đốt nhanh hơn thì nó sẽ có cái mức giá cao. Tất nhiên là để lên được 1 đô thì không không phải đơn giản đâu, mà Thắng nghĩ rằng sẽ rất rất lâu mới lên được 1 đô, thậm chí là khó có thể lên được 1 đô. Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta mất đi vài số 0, 3, 4 số 0 thì nó hoàn toàn có thể chứ. Bởi vì cái xếp hạng của nó bây giờ cũng cao này, 2.02. Thì bây giờ mình nhìn trong cái lượng, như hôm trước Thắng có làm cái bài toán rồi, nó có thể lên được 0.0028. Nếu mà lên được cái mức giá đó thì rõ ràng rất nhiều tỷ phú, bởi vì mất đi 4 số 0 rồi. Thì cái đó nó có thể xảy ra trong năm 2025, 2026, nếu cái tốc độ đốt nó tăng nhanh hơn. Và cái cộng thêm cái việc cái vốn hóa thị trường của đồng Bitcoin đã tăng lên thì rõ ràng là cái việc nó mất đi 3, 4 số 0 là hoàn toàn có thể. Chứ mất hết đi 6 số 0 này Thắng nghĩ là khó, rất rất khó. Rồi, thì đấy là một số những cái thông tin cập nhật, chia sẻ quan điểm cá nhân của Thắng về cái dự án Bitcoin về SafeMoon. Thì hy vọng là chúng ta vẫn giữ cái niềm tin với SafeMoon. Thắng vẫn giữ quan điểm là cái niềm tin với SafeMoon là không không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chờ đợi trong cái tương lai dài. Còn đối với Bitcoin, đây là một hệ sinh thái mới hoàn toàn và nó thực sự đang đi rất vững chắc trên cái quá trình của nó phát triển. Bằng chứng đó là nó tạo ra rất nhiều những cái thông tin là mang tính chất là chúng ta thực sự là phải đáng để quan tâm về cái tạo ra cái chuỗi, có thể sử dụng cái chuỗi này để tạo ra cái đồng token do chính bản thân mình. Và chắc chắn rồi, sử dụng cái phí gas là phí của cái đồng Bitcoin trên cái chuỗi BRC20. Và cái thứ hai đó là nó đây chính là cái Solid Group, một trong những cái công ty kiểm toán trong top những cái công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay về cái thị trường DeFi. Đó, nó cũng đã đạt được những cái thỏa thuận để được kiểm toán. Và đối với Solid Proof thì nó là kiểm toán mang tính chất là hoàn toàn tự động nha, và nó sẽ nói nó sẽ bảo vệ những cái thông tin về KYC, bảo vệ dữ liệu để mở ra cơ hội tốt hơn. Đó thì những cái rất là quan trọng. Và một cái thông tin nữa về cái Bitget mà chúng ta cũng đáng lưu tâm đó chính là Bitget nó đã có cái RPC node để chạy trên cái đơn vị là FLUX, tức là Flash. Thì cái nói về cái RPC này ạ, thì trên trang Coin98 nó có nói là nó là Remote Procedure Call, là một tập hợp các cái giao thức giao diện người dùng tương tác với hệ thống blockchain. Để hiểu một cách đơn giản hơn thì nó sẽ là cái cổng để giúp các cái nhà phát triển ứng dụng Web3 và các crypto wallet có thể dễ dàng giao tiếp. Đó, tức là họ đang muốn là người dùng tiếp xúc với người ta tiếp xúc với cái chain của Bitcoin một cách dễ dàng hơn, và đưa những cái DeFi, những cái ứng dụng dApp trong tương lai của Bitcoin lên trên Web3. Và Web3 nó là cái gì đó Thắng nghĩ rằng nó khó có thể thay thế, nó khó có thể bị lật đổ đấy. Bởi vì là đối với các cái đơn vị khác nó cũng đang hướng tới Web3, mà chúng ta có nhiều đơn vị lắm, đặc biệt là P Network nó cũng đã đang phát triển định hướng nó là một cái loại tiền tệ sử dụng trên nền tảng Web3 để bảo vệ cái thông tin người dùng. Thì nó khá là tương đồng đối với cái hướng đi của Pi, nhưng mà tất nhiên là cái lượng người sử dụng của Pi nó nhiều hơn rất nhiều so với Bitget. Rồi thì một cái thông tin nữa là Thắng cũng đã thấy có những cái số tiền nhận được từ từ cái việc core nó được khai thác này, nó staking này, nó cũng đã có rồi. Nếu như chúng ta đã tạo ra được những cái staking ở trên này thì chúng ta đã có thu nhập thụ động từ đồng core.
các bạn thấy rằng là 0.02 là một con số nhỏ thôi, thế nhưng mà hãy suy nghĩ một cách rộng hơn, đó là biết đâu một ngày nào đó cái đồng coin nó có giá trị hàng ngàn đô thì sao, giống như là chúng ta đã từng kỳ vọng, thì lúc đó 0.02 so với 5.000 đô một co thì nó là con số cũng không tệ đâu nha. Thì chúng ta không có dùng nhiều, ví dụ thắng cũng không có nhiều co, thắng chỉ stake một chút vậy thôi. Thì đấy là cái điều mà thắng nghĩ rằng là chúng ta cũng đáng để chúng ta tạo ra được cái nguồn thu nhập thụ động cho mình. Cái nữa thì chúng ta có cả cái stake đây, ví dụ thắng stake cũng tạo ra được 0.08 đồng VNEX, 0.08 này 0.4, thì chúng ta cũng thấy chúng ta có những cái thu nhập thụ động từ cái việc staking. Đằng nào chúng ta cũng đâu có tiêu gì đến nó đâu, thì chúng ta thay vì chúng ta để trong ví và nó không tăng được giá trị gì cả thì chúng ta có thể đem đi chúng ta stake, để chúng ta lấy chính mỡ nó, chúng ta dán nó, để chúng ta tạo ra thu nhập thụ động cho bản thân mình. Trong tương lai thì giá trị của cái đồng Linux nó cũng sẽ tăng lên, thì chúng ta sẽ có cái số tiền thu nhập thụ động nó tương xứng đối với cái số thời gian chúng ta bỏ ra để staking. Và sau này không biết là Pi có cái staking không, nhưng thắng nghĩ rằng là nó sẽ có các cái ngân hàng số. Thì thực ra cái việc staking nó cũng không khác gì chúng ta gửi tiền vào ngân hàng để chúng ta nhận lợi nhuận cả. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là đôi khi á, lợi nhuận ở đây nó cao hơn rất nhiều, có những cái lợi nhuận 80%. Nhưng nếu mà chúng ta gửi ngân hàng thì chắc là giỏi thì được khoảng 7% một tháng, kiểu như là 12% một tháng, một năm là cùng, chỉ thế thôi. Chứ đâu có được nhiều như là gửi trên cái tiền điện tử này đâu. Thì thắng nói thế không có nghĩa là cô chú anh chị của bạn hãy đòi bỏ hết tiền để làm để đầu tư tiền điện tử, mà đơn giản chỉ là nếu như chúng ta có số tiền nhàn rỗi và chúng ta muốn đầu tư như vậy thì chúng ta có thể làm cái điều tương tự. Đối với cái Remitano và cái đồng Cordao này thì chúng ta hay bây giờ cái cơ hội để chúng ta sở hữu nó miễn phí thì không còn nữa rồi, chúng ta chỉ còn cái cơ hội duy nhất đó là mua nó và để sở hữu nó thôi. Còn tất nhiên bây giờ để mà chúng ta có cái niềm tin hơn vào cái này thì cô chú anh chị các bạn có thể xem cái video mà thắng có nói về tất tần tật những cái điều về Cordao, về cả Remitano, Rinet trên trên kênh YouTube Seven News đây. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn quan tâm hơn đến những cái vấn đề khác về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online, chúng ta có thể tham khảo những cái thông tin thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí ở mục hôm nay xem gì trên blog nguyenanthang.com. Và nếu như chúng ta thích mua sắm, chúng ta muốn săn các cái mã giảm giá thì đừng quên click vào cái nút kinh nghiệm mua sắm trên trang web giá rẻ hàng tốt của thắng phát triển, và chia sẻ những cái thông tin này cũng hoàn toàn miễn phí. Và nếu như cô chú anh chị yêu quý Đạt thì có thể click vào nút Buy Me a Coffee. Còn bây giờ xin chào.